Bắc Triều Tiên dọa dốc toàn lực quân sự đánh Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên hôm nay đe dọa sẽ hành động quân sự toàn lực sau khi Nam Triều Tiên tái khởi động chương trình phát thanh, tuyên truyền bằng hệ thống loa phóng thanh đặt gần biên giới căng thẳng giữa hai nước. Hán Thành nói lại chương trình phát thanh tuyên truyền lần đầu tiên sau hơn một thập niên để đáp lại một vụ nổ mìn hồi tuần trước làm bị thương hai binh sĩ miền Nam bên biên giới của Nam Triều Tiên tại khu phi quân sự. Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc của Hán Thành rằng miền Bắc đã gài những quả mìn đó. Hôm nay, Bình Nhưỡng nói rằng chương trình phát thanh tuyên truyền gia tăng căng thẳng thành một sự tuyên chiến. Nếu không ngưng ngay lập tức, chương trình phát thanh sẽ dẫn đến hành động quân sự toàn lực của công lý đập tan mọi phương tiện chiến tranh tâm lý chống phá Bắc Triều Tiên, theo một tuyên bố của quân đội miền Bắc. Tuyên bố cảnh cáo rằng hành động quân sự có thể bao gồm các cuộc tấn công không phân biệt nhắm đến ngay cả những khả năng thách thức và leo thang phản ứng. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye hôm nay tuyên bố sẽ kiên quyết đáp lại bất cứ hành vi gây hấn nào của Bình Nhưỡng. Trong bài diễn văn đánh dấu 70 năm chấm dứt xâm lăng của quân Việt Nhật trên bán đảo Triều Tiên, bà Park nói, Bắc Triều Tiên phải thôi mơ mộng hão huyền rằng họ có thể duy trì chế độ bằng gây hấn và đe dọa. Những hành động đó chỉ dẫn đến cô lập và hủy hoại.